chào tất cả mọi người, chúc mọi người một buổi chiều thật là vui vẻ. Hôm nay mình sẽ lên nhà bà ngoại mình để nấu cỗ. Gọi là nấu cỗ thế thôi, nhưng mà mình được giao nhiệm vụ là phải hoàn thành 3 mâm cơm với lại 6 món này. Một là món nộm da trâu, hai là món thịt cà luộc, ba là món cá nướng, bốn là món nộm lúc lắc, năm xào thập cẩm, và sáu là món lòng xào măng chua. Và giờ chúng ta cùng đi thôi nào. Đây là những miếng da trâu mà mình đã cạo sạch sẽ nha các bạn. Rồi lát nữa mình sẽ thái thành từng miếng để làm nộm da trâu với nước măng chua với lại một ít cà. Còn bây giờ nhiệm vụ của mình là đi làm thịt gà. Đây mẹ mình đang chuẩn bị đồ sôi đây. Sôi tím nha các bạn. Bây giờ mình đi thịt gà đã. Đây, hai con gà đây các bạn. Nhìn có ngon không các bạn ơi? Thịt nó rất là béo luôn các bạn ạ. Rất to nhá các bạn. Đấy. Ngon không các bạn ơi? Rất là to luôn. Con này thì hơi bé xíu, nhưng mà con nào cũng đều đang đẻ hết, nên là thịt của nó rất là ngon, rất là ngậy luôn. Lát nữa luộc lên thì các bạn sẽ thấy được cái thịt của nó chắc và lại ngon như thế nào. À nhập. Đây. Các bạn xem cái độ béo của con gà này, cái màng mỡ của nó này, đây trứng này. Nó đang đẻ trứng mà các bạn. Thấy cái buồng trứng của nó nhiều chưa? Cái này lại được một món nữa. Xôi tím rất ngon nhé cả nhà nhá. Mình thái da trâu nhé các bạn. Các bạn thấy con dao của mình thái nó siêu bé chưa? Ăn cũng rất ngon nhé các bạn nhá. Mềm, dai, ngọt, chung là rất là ngon luôn. Ngon khô ghê, ngon nhỉ. Tay hết, uống nước đi. Uống nước ở bình nhá. Đây, gà mình đã luộc xong ấy. Nhìn ngon chưa các bạn? Phật có, Phật phẩm không của nó. Phật có sớ rồi nè. Nhìn ngon chưa các bạn ơi? Ngon luôn. Ôi, nhìn thịt này, thịt gà này ngon thế, trời ơi. Đây, bữa tiệc sinh nhật chuẩn bị bắt đầu nhé các bạn. Và đây, nhân vật chính của chúng ta đây, Lường Khánh Huyền vừa tròn 1 tuổi.
Em ơi, miếu máu kìa, miếu máu kìa. Đông người sợ. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Chúc mừng sinh nhật Khánh Huyền. Chúc con Han chóng lớn luôn mạnh khỏe nha. Cắt bánh nào. À, giờ cắt bánh nào. Khánh Huyền cắt bánh nào. Con ơi. Đâu rồi, dao cắt bánh đâu rồi, cắt nào. Rồi, bữa tiệc sinh nhật dành cho trẻ con đã xong. Bây giờ là bên này là người lớn được hưởng ké đây các bạn ạ. Xin mời tất cả các bạn dự tiệc sinh nhật cùng đại gia đình nhà mình nhá. Đây giới thiệu với mọi người, đây là quả lúc lắc. Nộm quả lúc lắc này. Cái này là măng chua xào này. Món này là nộm da trâu này. Đây món thịt gà mình đã làm lúc trưa đây. Món cá nướng này. Ở đây xào thập cẩm, nhưng mà nói là thập cẩm thế thôi, nhưng mà thật ra thì nó chỉ có 3 cái nguyên liệu chính thôi. Đây là canh bí đao. Bí đao này rất là thơm luôn. Và tất nhiên là không thể thiếu được cái món xôi tím này. Cơm rất dẻo các bạn ạ. Dẻo luôn. Xin mời tất cả các bạn ăn cơm cùng đại gia đình nhà mình nhá. Ấy, không nào đâu ý. Thái không? Cái ngân là đang chờ thảo hành á, nhớ ồn á. Nó bẩn chạy. Có em lát quá, kỳ quá. Đang rú thùng xuẩn. Thảo hành á. Quý đẹp bé tăng rồi đây. Cạp nha mọi người. Hả? Đây mình bon chen được một miếng gato các bạn ạ. Bon chen được một món bánh. Nhìn trẻ con nè. Bánh công nhận kẹp. Hơi hả? Muốn ship ship băm. Đây mời cả nhà ăn thịt gà nhé. Thịt gà rất ngon luôn. Chân gà đây. Đây chân gà này là của mình nha. Cá nướng này.
Chân gà này rất ngon các bạn. Quay 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 quay. Con gà ngon quá các bạn ạ. Chén hoa hồng nha. Ở chén ý. Đây đây đây. Ngon nè. Ở để bám mình nó mày bám. Em nó hằng mùa chánh chánh nhá. Ăn quả lúc lắc này mọi người. Mau nào có nó đi. Quả lúc lắc này nếu mà ai không thích ăn thì sẽ hơi đắng các bạn. Đắng như măng đắng á. Lộn ra trâu. Ăn cơm nhá. Ăn bạc. Thôi em đây. Món khẩu bái bà đây các bạn ạ. Chào nước hả? Coi bái bà có đi. Bái bà đúng nói em cử. Thế ăn cơm như thế này mới ngon này, ăn xôi như thế này mới ngon này các bạn ơi. Tu sợ phép quay lên nữa. Đây là mâm các bố các mẹ nha các bạn nhé. Mất chút đầu xéo nó. Ơ, đâu có kín đầu. Nó quay trước này nó nói nhiều nó uống rượu nó ba má nó ba ơi, chủ yếu là các bố các mẹ uống thôi. Đâu năm ta đâu. Ở hành nha hết tận một. Ơ cho. Cái chế tán luôn lên tàu ấy nè. Hả? Chị hạ tiền khẩu lên rồi đó. Giới về hồi tao ăn thịt vô rồi miết tao không phú được tao không tao đi thầy lâu bao giờ vậy em sẽ tao lấy. Đang chúc rượu đây là bố của mình nha các bạn ơi. Thả này nữa. Hắn nữa. Ờ. Hắn nữa ý nữa. Bố mình nhà này còn đẹp trai lắm. Do là thời tiết nóng quá nên là cởi trần một tí nên là các bạn cũng thông cảm nhé.
À, đây là bố của nhân vật dính ngày hôm nay nha các bạn. Ở nó là xin đấy. Chả có xem cũng xem luôn. Bố rất trẻ, sinh năm 2000 nha các bạn. Học hành đấy. Hoàn nữa nó xin á. Hắn á. Ê, mấy cô chú ơi, tuổi thơ ai đã từng ăn cái này rồi nào? Ngon tuyệt vời luôn á. Bánh nhau ấy. Đây, đây là bà béo. Giờ cơm no rượu say rồi, xin chào và hẹn gặp lại tất cả các bạn trong những video lần sau nha. Bye bye. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.